hàng nghìn hộ dân tại một thị trấn ở Mỹ đã bất ngờ bị mất điện hoàn toàn. Sự việc bắt nguồn từ một nguyên nhân không ai ngờ tới. Theo đó, sự cố xảy ra vào ngày 12 tháng 8 tại một thị trấn ở tiểu bang New Jersey. Ngay khi nhận tin báo, trung tâm điện lực đã có mặt tại hiện trường. Trong quá trình sửa chữa, họ đã nhìn thấy một con cá nằm bên trên máy biến áp. Theo đơn vị điện lực, con cá này đã phá hủy toàn bộ biến áp, làm ảnh hưởng đến hơn 2.000 hộ dân tại Sizerville trong 2 giờ. Đại úy James Novak, sở cảnh sát Sizerville cho biết, quận Sizerville nằm cách thành phố New York khoảng 48 km về phía nam, gần ven vịnh Raritan và sông Raritan. Có thể một loài chim bắt cá nào đó trong quá trình di chuyển đã làm rơi con mồi xuống trạm biến áp, gây ra vụ việc. Cảnh sát cũng nghi ngờ thủ phạm là một con chim ưng biển. Sau khi sự cố được khắc phục, cảnh sát còn hài hước cho rằng nghi phạm đã được nhìn thấy bay về phía nam. Tuy nhiên nếu ai đó nhìn thấy thì cũng đừng cố gắng bắt giữ.